Thưa quý vị, hôm nay, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 tiếp tục ngày thi thứ hai với môn thi ngữ văn và vật lý. Sau đây là những thông tin liên quan về kỳ thi này. Trong ngày thi thứ hai, các thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 180 phút và môn vật lý theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Tại các điểm thi do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì, trong sáng hôm nay, số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,3%, có 75 thí sinh vắng mặt. Và vào buổi chiều, số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99%, có 58 thí sinh vắng mặt. Còn tại 11 điểm thi do Sở Dục Đào tạo chủ trì, 20 thí sinh vắng mặt vào buổi sáng, có 5 thí sinh vắng mặt vào buổi chiều. Trong ngày thi thứ hai, cả hai cụm thi đều không có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn văn bám sát chương trình của cấp học. Tuy nhiên, đề có phần hơi dàn trải nên khó đạt điểm cao. Đối với môn vật lý, đa số thí sinh tự tin, đề tương đối vừa sức và hy vọng có thể đạt được kết quả tốt. Ngày mai 3 tháng 7, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ ba với môn địa lý vào buổi sáng và môn hóa học vào buổi chiều. Đối với môn địa lý, thí sinh được mang atlas Việt Nam vào phòng thi. Tuy nhiên, atlas không được đánh dấu hay viết thêm bất cứ nội dung gì. Trong hai ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã phát gần 2.000 suất cơm miễn phí cho các thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Mỗi suất cơm trị giá 20.000 đồng với nhiều món mặn, canh, xào và cả đồ ăn chay, phục vụ đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong thời gian chuẩn bị và nấu ăn tại nhóm từ thiện của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng, Chi cục An toàn thực phẩm đã bố trí cán bộ trực tiếp đến các điểm nấu ăn, giám sát việc thực hiện các quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là hoạt động thường xuyên của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng và của các tấm lòng từ thiện hỗ trợ đồng viên, các thí sinh và người nhà trong 4 ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại thành phố Đà Lạt. Được biết, ngoài Hội Chữ Thập Đỏ, các tổ chức xã hội từ thiện, các tổ chức tôn giáo cũng đã nhiệt tình giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh với khoảng 10.000 suất cơm được cấp phát. Đầu tiên, diện tích hồ đang kia bị xâm lấn để làm nông nghiệp, mà vấn đề này đã tồn tại từ nhiều năm qua. Chỉ sau khi có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, vụ việc mới được điều tra làm rõ.